Trong cơn sốt thực phẩm màu sắc, với hiệu quả vượt trội của thực phẩm đen, có một loại đặc sản ở Hoa Sun làm giá trị cơ thể tăng lên. Kiều ngạo chỉ sống trong nguồn nước thanh khiết nhất, chính là ốc sên Hoa Sun. Ẩm thực làm từ ốc sên rất đa dạng, bạn có thể thưởng thức hương vị vui vẻ, tươi mới. Món ăn ốc sên, nhìn thôi cũng thấy thèm chảy nước miếng. Món trộn giấm đi đầu tiêu biểu trong món ẩm thực chua, cay, mặn. Đã đến lúc thẩm định ốc sên rồi. Không có cách nào không làm được từ ốc sên. Bạn cũng hài lòng với món trộn giấm nữa. Thật là một điều đáng tiếc. Có những món ngon độc đáo nhất định phải được nếm. Ốc sên rất giàu axit amin, giúp cải thiện bệnh gan và hồi phục mệt mỏi. Hào phóng. Món đặc biệt của Hoa Sun được nấu bằng cách cho ốc sên và canh bột mì dai được nhào nặn, cắt thành miếng rồi cho vào nồi canh thơm ngát đang sôi sùng sục. Canh bột mì ốc sên. Bạn phải nếm thử cái này thì mới có thể bình luận về ốc sên Hoa Sun được nhé. Nhớ đấy. Ốc sên, lòng hổ tương bác, tạo nên cặp bài trùng. Thực phẩm đen Hoa Sun. Nếu bạn không nếm được nó trong chuyến đi Hoa Sun, thì tôi xin giới thiệu bữa ăn chiều. Đại diện của thực phẩm bổ dưỡng, món ăn từ dê đen. Bắt đầu từ dịch vụ cung cấp thịt và thức ăn kèm trước bữa ăn, không hề gây thất vọng. Đó là một bữa ăn dê đen làm hài lòng bạn. Sau đó, bạn sẽ mong đợi để xem các món ăn chính được chế biến và lấp đầy trái tim bạn. Bắt đầu từ việc sắp xếp các nguyên liệu đầy ắp nằm xung quanh bằng bàn tay lớn độc đáo, đảm bảo một hương vị sâu sắc. Đây là nồi nước canh thịt dê. Sau khi nấu xong, nồi nước đằng này được nấu trong 48 giờ, là súp xương chân bò. Bỏ súp xương chân bò này vào đây. Nó làm thành nước dùng. Nồi nước dùng được hoàn thành. Dê đen hầm được nấu bằng cách cho dê đen tẩm ướp tương đậu nành và khoai môn vào rồi đun sôi. Ở tỉnh Chon La, nó được gọi là dê hầm. Tiếp theo là món thịt rán. Thịt dê đen được phủ bột mì rồi đem rán vàng. Lại một món ngon khác. Thịt dê đen rán phải ăn lúc nóng mới ngon. Vì vậy, nếu bạn gọi món thịt dê đen rán, tất cả nguyên liệu sẽ được lấy ra và trực tiếp chế biến trước mặt bạn nhờ vào sự chân thành. Có phải vì sự chân thành không? Thường thì thịt dê đen đậm mùi hơn một chút, nhưng bạn không cảm nhận được điều đó. Hòa quyện với sự thơm ngon của trứng gà, một hương vị tuyệt hảo. Nhúng vào sốt, rồi ăn kèm với kim chi, thịt rán, sẽ biến mất nhanh chóng. Một món ngon được khuyên dùng cùng với dê hầm. Ngoài món thịt rán thơm ngon, chúng ta sẽ đổi sang món thịt dê với hương vị súp đậm đà. Nó tốt cho hồi phục mệt mỏi và làm đẹp da, nên bạn càng thấy món súp mỹ vị hơn. Bình thường, thịt dê chứa rất nhiều vitamin, nên nó rất tốt cho sức khỏe cũng như sắc đẹp của mọi người. Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi bạn đi du lịch ở Hoa Sun, tỉnh Chon Nam.